Thực hiện nghiêm nguyên tắc ai ở đâu ở yên đó, hai ngày qua, thành phố Cà Mau đã khẩn trương thực hiện nhiều biện pháp siết chặt kiểm soát người ra đường và tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân để chủ động thực hiện. Theo ghi nhận của phóng viên báo Cà Mau Online, tại các chốt kiểm soát kiểm tra phương tiện trên các tuyến đường nội ô thành phố đã ghi nhận sự hợp tác tuân thủ chỉ thị giãn cách của người dân. Tuy nhiên, vẫn còn trường hợp người dân ra đường với lý do không cấp thiết đã được lực lượng kiểm soát nhắc nhở quay về nhà. Tuyến đường Lý Bôn phường 4 này trước đây có rất nhiều hộ gia đình kinh doanh ăn uống theo hình thức mang về, nhưng hiện tại tất cả đã dừng hoạt động. Người ra đường chủ yếu là đi làm, đi chợ, đi mua thuốc và nhu yếu phẩm cần thiết theo đúng khung giờ được quy định. Ghi nhận tại chợ phường 2, phường 4, phường 5, phường 7, các tiểu thương chỉ buôn bán lương thực, thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng và được bố trí khoảng cách an toàn xung quanh các khu vực chợ đều có bố trí các chốt kiểm soát chặt chẽ người đi chợ, người dân tuân thủ quy định không còn cảnh gian lấn. Còn đây là khu chợ nhóm thuộc địa bàn phường 9. Do không đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch bệnh nên đã đóng cửa từ ngày hôm qua. Các hộ gia đình kinh doanh ăn uống khu vực này cũng đã dừng hoạt động hoàn toàn. Hiện nay dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cà Mau đang diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, thành phố Cà Mau đã huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia chống dịch với tinh thần quyết tâm cao nhất. Trong đó chú trọng việc kiểm soát việc di chuyển nhưng vẫn đảm bảo mọi người dân được tiếp cận cung ứng hàng hóa thiết yếu cho sinh hoạt hàng ngày thông qua các phương thức phù hợp. Các phường cũng sẽ tổ chức lực lượng tình nguyện viên đi chợ thay và cung cấp thực phẩm, các suất ăn miễn phí cho người già neo đơn, người bệnh và các đối tượng khác.